Chào các bạn, mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức tối ngày hôm nay 26 tháng 6. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Xuân Trường rời Buriram United, fan lật bộ mặt bỉ ổi của câu lạc bộ chủ quản. Báo Hàn lại đăng đàn như là động thái làm giá cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thắng nghẹt thở trên đất khách, BKM Bình Dương tái ngộ câu lạc bộ Hà Nội ở chung kết Đông Nam Á. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Xuân Trường rời Buriram, Phan Thái lật bộ mặt bỉ ổi của câu lạc bộ chủ quản. Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin một số cổ động viên Thái Lan và câu lạc bộ Buriram United có dấu hiệu tẩy chay Xuân Trường, hôm nay thì báo Thái đã đưa tin cầu thủ người Việt Nam đã rời Buriram United. Và đây là thông tin gây sốc với người hâm mộ, dù biết trước Xuân Trường đã gặp một vài khó khăn ở câu lạc bộ Buriram United. Từ sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Thái Lan tại King's Cup 2019, Xuân Trường liên tục ngồi dự bị trong các trận đấu của câu lạc bộ. Lý giải cho điều này, ban huấn luyện đội bóng xứ sở Chùa Vàng cho rằng Xuân Trường đang không có phong độ tốt nhất và do đó anh buộc phải nhìn đồng đội thi đấu để nỗ lực hơn. Một số chuyên gia bóng đá Thái Lan còn nhận định về tương lai không mấy tươi đẹp của Xuân Trường, hoặc anh sẽ bị bán đi cho câu lạc bộ mới, hoặc anh sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với các ứng viên khác để được đá chính. Dù phía Buriram giải thích là thế, tuy nhiên fan hâm mộ lại cho rằng đấy không phải là nguyên nhân chính. Rất nhiều người có cảm giác câu lạc bộ này đang tẩy chay cầu thủ người Việt vì cái cú King's Cup mới đây. Thực hư vẫn chưa rõ, nhưng hôm nay một số tờ báo thể thao tại Thái Lan vừa đưa tin Xuân Trường đã chính thức kết thúc hợp đồng với Buriram United. Đây là thông tin chưa được các bên xác nhận chính thức, tuy nhiên fan bóng đá Việt Nam đã cùng nhau đồng tình ủng hộ. Thông tin cập nhật cho hay, bộ phận truyền thông của Buriram United lên tiếng không hề hay biết gì về thông tin này. Hình ảnh của Xuân Trường vẫn còn nằm trong profile của đội bóng. Người hâm mộ quê nhà thì đang nóng lòng chờ đợi phía câu lạc bộ và Xuân Trường sẽ lên tiếng về sự việc. Theo tình hình hiện tại thì đa số đều muốn Xuân Trường trở về quê nhà khi nhìn thấy tương lai không mấy sáng sủa của anh tại Thái Lan. Người Hoàng Gia Lai nói về việc Xuân Trường bật bãi khỏi Thái League. Thưa quý vị và các bạn, sau khi báo chí Thái Lan đăng tải thông tin về việc tiền vệ Lương Xuân Trường chia tay câu lạc bộ Buriram United chiều ngày 26 tháng 6, ông Nguyễn Tấn Anh, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã chính thức xác nhận thông tin này. Ông cho biết, Lương Xuân Trường đã chính thức chia tay câu lạc bộ Buriram United và sẽ trở về Việt Nam trong những ngày tới. Hoàng Gia Lai sẽ đăng ký Xuân Trường thi đấu ở lượt về V-League 2019. Người hâm mộ Hoàng Gia Lai sẽ được chứng kiến bộ đôi quen thuộc Tuấn Anh và Xuân Trường chơi bóng ở nửa mùa giải còn lại, ông Tấn Anh chia sẻ. Xác nhận của phía Hoàng Gia Lai cũng khép lại những nghi ngờ về việc Xuân Trường chưa thanh lý hợp đồng với Buriram United. Có thể nói 4 tháng chơi bóng ở Thái, Xuân Trường tuy không thành công nhưng dấu ấn để lại vẫn được nhắc đến. Sau đường kiến tạo thành bàn đầu tiên cho đội bóng mới ở AFC Champions League vào lưới Bắc Kinh Quốc An, Xuân Trường tiếp tục ghi dấu ấn có pha sút phạt cực kỳ đẹp mắt vào lưới của Nakhon Ratchasima ở Thái League. Việc Xuân Trường trở lại V-League sẽ giúp cho huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Lee Ti-hun, có thêm nhiều sự lựa chọn cho hàng tấn công của đội bóng Phố Núi. Đặc biệt, người hâm mộ sẽ rất háo hức được xem bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh tái hợp ở tuyến giữa của Hoàng Gia Lai. Báo Hàn Quốc lại làm giá cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhất, tờ Chosun của Hàn Quốc đã dẫn lời người đại diện Lee Dong-jun bày tỏ mong muốn mức lương mới dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh cho biết dự kiến vào cuối tuần này, đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có cuộc làm việc sơ bộ với ông Lee Dong-jun, người được huấn luyện viên Park ủy quyền đàm phán, để bàn về bản hợp đồng mới cho ông thầy người Hàn Quốc. Vấn đề quan trọng nhất vào lúc này là chốt mức lương cho ông Park Hang-seo. Báo chí Hàn Quốc những ngày qua cũng liên tục thông tin đa chiều về cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng này. Mới đây, tờ Chosun của Hàn Quốc dẫn lời người đại diện Lee Dong-jun bày tỏ mong muốn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ nhận được khoảng 480.000 đến 600.000 USD mỗi năm, tức là rơi vào khoảng từ 40 đến 50.000 USD một tháng trong bản hợp đồng kéo dài ít nhất là 2 năm sắp được gia hạn. Tờ báo của Hàn Quốc cũng dẫn lại phát biểu của chủ tịch VFF ông Lê Khánh Hải, khẳng định liên đoàn sẽ chắc chắn tăng lương và mức tăng sẽ tương xứng với đóng góp của ông Park Hang-seo.
Bên cạnh đề cập về mức lương, truyền thông xứ sở Kim Chi tiếp tục cảnh báo VFF rằng có nhiều đội bóng bao gồm các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia đang rất thèm muốn chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo. Một lãnh đạo của VFF cho biết quan điểm khi đàm phán là sẽ tăng tương xứng với đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo và mức lương sẽ phù hợp với khả năng chi trả của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo tìm hiểu, thường trực VFF đánh giá mức lương mới của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rơi vào khoảng từ 35 đến 40 ngàn USD một tháng là phù hợp. Nếu cuộc làm việc sơ bộ diễn ra suôn sẻ, có thể VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng vào tháng 7 tới để ông thầy người Hàn Quốc cùng ekip trợ lý tập trung cho các đợt tập trung đội tuyển hướng tới hai mục tiêu quan trọng là vòng loại World Cup vào tháng 9 và SEA Games vào tháng 11. Cả VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đều bày tỏ thiện chí muốn tiếp tục gắn bó, vì vậy có thể tin rằng VFF sẽ buộc chân được ông thầy người Hàn Quốc với mức lương làm hài lòng cả đôi bên. Thắng nghẹt thở câu lạc bộ Indonesia, Bình Dương tái ngộ câu lạc bộ Hà Nội ở chung kết Đông Nam Á. Có được khởi đầu thuận lợi, song cũng như câu lạc bộ Hà Nội, Bình Dương suýt chút nữa đã đánh rơi vàng trên đất Indonesia. Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 1-0 trên sân nhà không hề đảm bảo cho suất đi tiếp vào chung kết của Bình Dương. Nếu nhìn vào diễn biến hiệp 1 của trận đấu lượt về trên đất Indonesia, trên sân nhà, câu lạc bộ PSM Makassar chơi tấn công quyết liệt, hòng tìm bàn thắng, trong khi đó trong khung gỗ của Bình Dương là thủ môn Đức Cường. Mới phút 14, Đức Cường đã bị đối phương đánh bại và Bình Dương chỉ có thể giữ sạch mảnh lưới bởi các hậu vệ kịp thời lùi về để cản phá. Trong thế trận mở, Bình Dương cũng có không ít cơ hội phản công sắc bén, nhưng phải đến phút cuối cùng của hiệp đấu, BKMX Bình Dương mới có được bàn thắng nâng cách biệt lên 2 bàn. Cú treo bóng từ chấm phạt góc của Tuấn Tài được tiền đạo Van der Luys tận dụng thành công, đánh đầu đưa bóng về góc chết khung thành của đối phương, ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Tỷ số được giữ vững cho đến phút 75 của trận đấu, nhưng những phút sau đấy là quãng thời gian khiến cho người hâm mộ của Bình Dương phải thót tim trong lo sợ. Đầu tiên là Hồ Tuấn Tài với cú đánh đầu tung lưới đội nhà như một tiền đạo đích thực ở phút 75 đưa tỷ số trận đấu về vạch xuất phát. Và khi thời lượng thi đấu chính thức chỉ còn đúng 3 phút, đến lượt Evan của PSM Makassar đánh đầu làm tung lưới Đức Cường từ quả phạt góc. Bình Dương vẫn nắm tấm vé vào chung kết bởi luật bàn thắng trên sân khách, nhưng chỉ cần đối phương ghi thêm một bàn nữa là họ sẽ bị loại. 4 phút bù giờ còn trận đấu chứng kiến sự hỗn loạn của Bình Dương với hàng loạt tình huống luống cuống tạo cơ hội cho đối phương tận dụng. Nhưng may mắn tất cả chỉ dừng lại ở đấy, Bình Dương đã lọt vào trận chung kết đối đầu với câu lạc bộ Hà Nội để tranh ngôi vô địch khu vực Đông Nam Á. Bình Dương chính là đội đã vượt qua chính câu lạc bộ Hà Nội ở chung kết cúp quốc gia mùa bóng trước, dù sau đó chịu thua đội bóng thủ đô ở trận tranh siêu cúp. Vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Hà Nội FC nhận thưởng nóng 300 triệu đồng. Sau khi giành quyền vào chơi bán kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thưởng động viên cả hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội FC và BKMX Bình Dương mỗi đội 200 triệu đồng. Tại trận lượt đi bán kết, cả hai đại diện của Việt Nam tiếp tục giành những kết quả tốt, tạo tiền đề cho các trận lượt về. Ở trận bán kết 1 giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và Ceres Negros, đội bóng thủ đô đã có được trận hòa 1-1 trên sân nhà Ceres Negros để có được lợi thế giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Tổng tỷ số là 3-2 ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy diễn ra vào tối ngày hôm qua 25 tháng 6. Theo huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đánh giá, đây là một trận đấu hay của Hà Nội FC trước một đối thủ kỵ dơ đã có nhiều kinh nghiệm tại đấu trường AFC. Việc giành quyền vào chơi trận chung kết sẽ là nguồn động viên lớn cho câu lạc bộ trong bối cảnh nhiều năm nay đội không có được thành tích tốt ở giải đấu này. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói, chỉ tiêu tôi nhận từ đầu mùa là có mặt trong trận chung kết khu vực. Đến thời điểm này, chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên đấy là chỉ tiêu, còn nếu có cơ hội, tôi muốn tiến xa hơn và đoạt chức vô địch ở châu lục. Với thành tích giành quyền vào chơi trận chung kết khu vực Đông Nam Á, VFF đã gửi lời chúc mừng và phần thưởng động viên tinh thần 300 triệu đồng đến câu lạc bộ Hà Nội FC. Người hâm mộ nước nhà đều hy vọng BKMX Bình Dương sẽ đánh bại PSM Makassar của Indonesia ở trận lượt về trên sân khách để giành suất còn lại vào chơi trận chung kết.
Trận đấu giữa Becamex Bình Dương và PSM Makassar Indonesia sẽ diễn ra vào chiều nay 26 tháng 6. Anh Đức cùng đồng đội đang có ưu thế thắng 1-0 ở trận lượt đi trên sân Bình Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.